Các bạn thân mến, Giáng sinh đã về và năm mới cũng đã cận kề. Việc tự tay là một món quà dành cho người thân và bạn bè hay là trang trí trong không gian sống của bạn ắt hẳn sẽ là một điều vô cùng thú vị. Và đây cũng là xu hướng quà tặng của năm 2021. Vậy thì các bạn trẻ, họ nghĩ sao về điều này? Ngay sau đây là một vài chia sẻ. Được trải nghiệm không gian workshop làm hoa giấy của máy bay Flower tại An Nhân Garden House là một trải nghiệm cực kỳ thú vị cho mình. Đây là lần đầu tiên mà mình làm cái gì đó thủ công bằng tay và thân thiện với môi trường. Mình rất vui khi được tham gia vào cái chương trình này, và mình cảm thấy là đây là một cái điều bất ngờ. Vì xưa nay mình chưa bao giờ làm gì cho trải nghiệm một cái mà mình tự làm. Mình rất là thích những cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Vì là mỗi cái hoa hay là cái lá, các bạn ở đây khi mà các bạn làm, các bạn cũng có thể là cái công phu, cái tâm với cái sự cẩn trọng khi mình cắt từng chiếc lá. Có rất là nhiều cái tình cảm được gửi gắm vào đó. Vâng, đó chính là chia sẻ của những người bạn đang tham gia trải nghiệm làm hoa giấy. Vậy thì họ đã thực hiện những bông hoa ấy như thế nào và trải nghiệm điều gì ở không gian này? Mời các bạn cùng theo dõi. Hoa tràn nguyên với sắc đỏ xanh nổi bật, loài hoa đặc trưng mỗi dịp Noel về. Đây cũng là loài hoa được chọn để các bạn trẻ cùng nhau thực hiện tại workshop làm hoa giấy. Cắt từng chiếc lá màu đỏ và xanh từ to đến nhỏ. Dán từng chiếc vào các đoạn thẹp ngắn. Gân lá được tạo hình khá đơn giản. Quấn giấy xanh cho thân cây. Nghi hoa sẽ được làm bằng khăn giấy vẫn thành chùm nhỏ và sơn màu. Cả công đoạn sẽ được thực hiện theo thứ tự cho đến khi đủ cả chi tiết. Và cuối cùng là ghim cành cây vào chậu. Tất cả các công đoạn làm cây tràn nguyên này đều được làm bằng thủ công và với những cái chất liệu là thân thiện với môi trường, đó là từ giấy, thép và keo. Thì các cái công đoạn các bạn hướng dẫn là sẽ hướng dẫn rất là kỹ cái việc cắt lá theo cái mẫu này, và những cái nhụy nhỏ này mình cũng được làm bằng tay luôn, cũng làm từ giấy, và mình sẽ là tô màu thêm để mà cho cái cây này nó mô phỏng một cái cây tràn nguyên giống nhất. Thì các bước nó cũng không khó như các bạn nghĩ đâu, mà chúng ta cứ làm theo từng bước thì các bạn sẽ làm thành hoàn thành một cái chậu cây tròn vẹn để mà trang trí có thể ở trên bàn làm việc, ở góc phòng. Không gian vườn xanh mát, âm nhạc du dương. Cuối tuần trôi qua thật nhẹ nhàng khi tập trung thực hiện làm hoa giấy. Một hoạt động nhỏ nhưng giúp giải phóng năng lượng tiêu cực, giúp cân bằng cảm xúc và tinh thần. Việc dành thời gian cho cái sản phẩm vào dịp cuối tuần á, rất là ý nghĩa và tạo cho mình có một cái điểm hồi tụ cho một cái ngày nghỉ cuối tuần, cái cảm giác rất là thoải mái, hơi gợi cho mình được cái hạnh phúc và khai sáng cho mình những cái ý tưởng. Đây cũng sẽ là một cái kỷ niệm để sau này khi mà mình nhìn lại cái chậu hoa này, mình sẽ nhớ ra là hồi đó là mình cũng đã từng làm hoa giấy tại không gian này. Món quà Giáng sinh sẽ trở nên thật đặc biệt và thú vị nếu bạn có một chút khéo tay và thích làm các món đồ handmade. Gắn bó và tâm huyết với công việc sáng tạo hoa giấy khá lâu, chị Ngọc Hiểu thường xuyên tổ chức những buổi workshop theo chủ đề để các bạn có cùng sở thích, gặp gỡ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Không gian xanh tại An Nhiên Garden trở thành địa điểm hợp lý cho việc thực hiện hoạt động này, giúp cho buổi trải nghiệm làm hoa giấy trở nên ý nghĩa và mang nhiều giá trị tinh thần hơn. Mình mong muốn lan tỏa tới các bạn đó là cái niềm yêu thích với là cái môn nghệ thuật hoa giấy. Các bạn có thể tự tay làm ra những cái sản phẩm handmade để mà trang trí trong nhà hoặc là làm quà tặng cho người thân và bạn bè, rất là ý nghĩa.
Và bởi vì là món quà mình tự tay làm ra nên cái giá trị nó vô cùng lớn. Đó là gửi gắm tâm tình và tình cảm của những cái người họ tự làm ra để mà trao gửi yêu thương. Khi mà mình làm cái hoa giấy á, là cái sự tập trung và cái bình an mà mọi người có thể cảm nhận được nó rất là rõ. Mà cùng với cái không gian nhiều cây xanh ở An Nhiên, một tỷ nến thơm và một gọi là ánh sáng vàng và cái không gian yên tĩnh, thì cái sự kết hợp giữa trải nghiệm nhiều giác quan như vậy sẽ giúp cho mọi người thư thái hơn. Từ những tờ giấy nhiều sắc màu và phụ kiện đơn giản, các bạn trẻ có thể thỏa sức sáng tạo để cho ra nhiều sản phẩm khác nhau. Một chậu cây nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của người làm khi thực hiện ra nó. Tất cả đều tùy thuộc vào sự khéo tay và sáng tạo của bạn. Đây hẳn là món quà handmade ấn tượng, đậm chất riêng để gửi tặng cho bạn bè và người thân trong mùa Giáng sinh năm nay.